dòm ta đó rồi, rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi giết chiếc răng lại quăng hoài cái gì đó rồi nó mềm mỏng mà trời. Kêu nó còn ghế à, vậy thì cho kêu còn ghế ta. Bốn à, thêm đè nói là đúng rồi đó. Đứng rồi. Mình góp lại bóp hai đầu lại. Ôi trời quẹo. Dạ. Dạ anh. Dạ. Có đây à? Dạ. Không đi chơi trời. Đi làm cái xin nghỉ bữa đi. Mình có cách năm không? Mà nghỉ thì được rồi mà ai nuôi? Nó tính nghỉ luôn á mà không có ai nuôi. Ai nuôi? Nghỉ thì không ai chỗ làm con á. Đứng ngồi làm cho nó đó là ai nghỉ không ai thế được chứ. Cuối cùng phải mằng. Nó làm đại ca ở trong đó ai thế được. Bán đại ca rồi. Ta có giọng đầu như bánh tét không nè? Không, không, không. Vậy hả? Này nó có giọng đầu chứ nó thụng quá đi bà. Quấy rồi. Bữa nghỉ lo nghỉ rồi dán mà ừ, ừ. Một tháng nãy nói với em rồi 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 là gọi bánh cắp thôi cho bánh này rồi 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 không có bánh kia rồi ngày qua bánh cắp. Ủa sao sợi dây chuối này dễ buộc chứ trời nó heo dễ cột mấy hai ấy này mau lắm mới còn chừng ba hai ba chảo hai chảo ba chảo nữa phải không kịp chứ không kịp. Đâu có chào đâu nước tới sôi rồi hấp cấp kỳ. Cái này là để lên sôi xíu rồi. Sao? Không có chảy không chảy luôn. Đã một chín rồi hấp nữa. Heo la. Hấp chưa chín heo heo cái la. Đó là cái la còn nha. Tao thấy ấy cũng thấy chín luôn. Mắt nóng rồi. Tao thấy là tao thấy nó còn sống sống. Thầy làm đi, đừng nói nữa. Chín rồi. Đem ra. Đưa lên mạng nha. Ở giỏi không đó. Để cái cút mới là con cút mò à. Thiếu rồi, thêm vô hả? Thêm vô. Em vô tầm. Cái đó một chín ăn mà. Nó cái 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 cho mười cái ta. Thử cái này. Thử ăn thử này. Cái nào mà đẹp đẹp là của em nha. Trời ơi, không biết làm mà lại cái làm cho đẹp nữa. Không biết làm rồi đẹp nha. Cái khúc bánh tét còn ta. Bánh tét hả? Ta đem nhận. Cái này có luôn hả? Ăn ngay luôn rồi ăn á. Ăn đi. Ai uống cà phê không làm uống.